người ta sẽ bị thuyết phục, người ta sẽ bị thuyết phục, mà hãy đồng thuận với họ, hãy đồng thuận với họ. Và chúng ta thấy nó có câu khẩu hiệu là khách luôn đúng, khách luôn đúng. Có thể nói trong công nghệ thuyết phục, đây là nguyên tắc số 4, nguyên tắc quan trọng nhất của mọi nguyên tắc. Vậy thì khi anh chồng, đặc biệt là cô vợ, cố nhảy tức tức lên, bạn hãy đồng thuận đã, mọi chuyện đồng thuận đã, sai mấy cũng đồng thuận. Cho nên là khách luôn đúng, mà trong thực tế nó chứng minh hầu như là khách sai, bởi vì họ không phải cái lĩnh vực chuyên sâu của mình. Nhưng tại sao lại nói khách luôn đúng? Người ta nói khách luôn đúng, người ta được hiểu là một cái cách, các chị ạ, để dịch tình hình lại, để giải quyết tâm lý cho họ. Khách luôn đúng rồi tính sau. Vậy thì các bạn cứ đồng ý với vợ đi. Thực ra cũng là một cách nhìn em ạ. Trường hợp thứ hai mình thấy mình sai rồi. Bây giờ mọi cách nhìn đều sai, công nhận em là đúng. Khi các bạn chửi tôi mà tôi thừa nhận các bạn đúng thì bạn hết cửa. Cho nên nó có một cái mệnh đề, không bao giờ có một thỏa thuận, không thể thỏa thuận được nếu không có một sự đồng thuận. Cho nên chỉ có con bò mới hiểu cái câu là khách luôn đúng, là vì khách có đúng. Ở đây là một tiểu xảo của tính kỹ thuật để giải quyết bằng được yếu tố cảm xúc của người đối diện. Cãi nhau cũng vậy, sếp nói một câu cũng vậy, đồng nghiệp tính với tranh luận cũng vậy. Không ai được quyền nói mình đúng cả, kể cả mọi người thừa nhận mình đúng thì ý kiến của mọi người cũng là một góc nhìn của họ. Vậy thì người khách, người ta sẽ thỏa thuận mua ngay nếu trước đó bạn cho người ta một sự đồng thuận, cái gì ạ? Cho nên người ta nói doanh số hoàn toàn lệ thuộc đồng thuận, nó cực đoan hóa đến mức này. Nhưng đây là nguyên tắc khó làm nhất, bởi vì trong các chị tôi nhìn tôi biết vì các chị được rèn luyện chinh chiến là không nhiều. Vậy còn tôi đạp phủ, nó đạp cái mặt như con chó. Bạn đạp tôi đi, tôi chịu nhiều bạn con. Cho nên cái chữ tôi của các bạn nó to, không bao giờ bạn làm được người ta cũng. Đi thuyết phục là phải giải quyết bằng được các nguyên tắc. Bạn tập dần dần, bạn dạy con bạn cuối cùng chính mình không làm được. Vì cái chữ tôi nó còn to hơn cái bản mặt mình nữa, nó to hơn khối nặng. Cho nên nhận nó mới bắt cái gì là khi mà luyện quân bán hàng ấy, là nó luyện cái này đầu tiên, luyện một số này, gia tăng tối đa khả năng chịu thua lên. Thực ra mình có thua đâu, nó là một giải pháp chiến thuật, thua để thắng. Cho nên người ta gặp khách ấy, người ta bắt cú xuống, bất kể khách trọng hay không, có tiền hay không có tiền, là ngày đoán nó không thua thì nó cũng đảo. Và cúi đến chí cung mật song song cái mặt đất, đến khi khách lượng ra xe hơi mới được ngẩng mặt lên. Bạn chị ạ, thế thì nó mới gọi là bán hàng chứ. Thủ tướng hãy lên, người ta chờ xem quyết định của một thủ tướng Anh và Mỹ là quyết định vĩ mô gì. Thật là lạ lùng, quyết định đầu tiên trong đời thủ tướng của anh ta đó là khi họp nội các để điện thoại ở bên ngoài. Tôi đã làm việc với anh, không bao giờ sai một giây như thế này. Mà các anh chị nghe cái nhỏ nhất cái chữ tôi thì chỉ mua không có thì làm sao làm được khả năng thuyết phục như thế. Các anh chị ạ, nhưng mà có cái mình thấy rất bình thường, nhưng mà lại thấy mình thấy nó rất bình thường, nhưng mà ở mức độ chuyên nghiệp nó không cho được các bạn. Còn ở nước ngoài thì quán cà phê bây giờ là cà phê không điện thoại, mà doanh số điện thoại của bác 2G ở lên ngôi, 2G thì bỏ, nhưng cái máy không internet. Cho nên là với ông nhà quê nhà mình là đầu tiên có smart, suốt ngày máy nó chung chung. Tôi xin lỗi các chị, cái bài hát nó sắp ra lập chức
hay cho xâm hạm vào cá nhân người đấy. Còn trong đám đông có bạn xâm nhập điện thoại người nhà đến, nó có cái khoan ở giữa hai loa để nghe, nó không nghe luôn các bạn, để nó đốt chọc người khác. Lần này quân nhà mình xếp nhắc mọi người lớn thật tí này nhắc nghe nó kỳ. Một cái chiếc tối thì nó không tăng lên, bởi vì không rèn và các chị không ý thức được. Vậy gì ạ? Chứ của ông mày bên bọn tôi hỏi cái thằng trắng mình còn không có cửa đâu, vào chế là một. Thứ hai, nó dùng điện thoại đá hai, một phát nó bay ngay được. Nhưng ở nước ngoài thì còn không người thân yêu. Mà nghe Sài Gòn đến nhưng mà khó lắm các bạn. Vậy người ta chỉ bị thuyết phục nếu các chị cho họ một sự đồng thuận. Kể cả họ sai vì đồng thuận rồi gọi chuyện xe tình. Cho nên ở bán hàng, trong thuyết phục nó có cái câu như thế này. Muốn cho người ta tán đồng quan điểm của mình, tại vì mình muốn bán cái này thì hãy tán đồng quan điểm của họ. Cái chân một của thừa nhận khách là vậy. Cái chân một tiếp theo nói này, muốn duy trì một trận tranh cãi thì hãy nói người ta sai. Vợ chồng nó cãi suốt năm ở trong công ty, muốn cãi nhau và sai được là nó cãi. Thì bán hàng cũng thế, thuyết phục cũng vậy. Rồi tiếp tục này, muốn một kẻ điên khùng nó phát điên phát khùng thì đừng tán động họ, thế là nó biết điên chém. Cho nên cái khả năng nguyên tắc bốn muốn thuyết phục người ta bằng mọi giá, chỉ có thật bằng mọi giá đồng hoàn tả mọi chuyện sẽ bán được hàng, doanh số sẽ tăng. Chứ còn cứ đòi tăng doanh số mà hô không ăn thua đâu, phải biến thành hành vi ghi giấy mặt kiếm, bắt buộc phải làm cái động tác ấy. Không làm cho hắn thì tình tư chỉ nói hay là trong môn nó nói như thế này, muốn người khác im lặng hãy thuận theo quyết định của họ. Bây giờ tôi quyết định thế này, cái tôi kia đâu nhà không, bây giờ ông trưởng tôi đã gọi đúng mà thì tôi đúng mà, thế thì thôi ông nói nhá. Cấm mồm và khách cứ cấm miệng xuống đi đi, cái gì ạ? Cho nên ở trong nguyên tắc cũng có hai câu thuộc lòng cho, cái là khách nó nói sai. Nhưng người ta bán chiếc điểm thì là có câu bạn nói đúng. Sau cái từ này thì mọi chuyện tình. Và câu thứ hai thường trực của kẻ cũng thuyết phục ấy, muốn thuyết phục người ta thì vấn đề bắt buộc đó là tôi đồng ý. Các bạn về các bạn áp dụng ngay cái thằng chồng bạn nó khác hoàn toàn. Trường Doanh Nhân PR.